Top 5 những khẩu súng tự động của PUBG phiên bản gieo gan. Đầu tiên sẽ là em AK-47, một khẩu đã là huyền thoại từ trong game cho tới ngoài đời thực. Thứ hai là em M416, có tên gọi khác trong gieo gan chính là HK Sijun. Anh em ngắm qua một vòng xem tất cả chi tiết nó có giống nhau không. Nằm ở vị trí số 3 chính là khẩu SMG Chris Vector, con trai thần gió sấy siêu nhanh. Con này thì anh em có thể thấy có một vài chi tiết màu cam, nó phân biệt giữa đồ chơi và súng thật. Vị trí số 4 chính là Skyline, một khẩu trong game ấy, ít giật, ổn định, được anh em cực kỳ tin tưởng. Và cuối cùng là khẩu Đại Liên M249, một khẩu đặc biệt anh em chỉ có thể nhặt được trong thùng thính. Với bản gieo gan này, cái băng đạn của nó vẫn cực kỳ to anh em nhá. Bunotim chuyên review súng thạch.